Xin kính chào các bác, ở video clip này em lại lên sóng những cái mẫu loa Mỹ và toàn những cặp thùng bass 40 và một số mẫu loa xuất sang thị trường Mỹ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Và đầu video em xin báo giá luôn một cặp loa cực kỳ hiếm. Đó, bác nào mà đang kiếm một cái chất âm nó có đẳng cấp mà tầm tiền nó lại vừa phải các bác nhé. Kiếm ở một mẫu loa châu Âu hay một mẫu loa Mỹ hay một mẫu loa Nhật thì trong cái tầm tiền này nó đều rất là khó. Đấy, một bài toán cực kỳ khó để kiếm một chất âm như này. Đó chính là cặp S755 siêu hiếm đến từ nhà Victoria. Đó các bác. Đây là một trong những cái mẫu loa phải gọi là cực kỳ chất lượng các bác nha. Riêng giải cao các bác biết rồi. Với cái giải cao của cặp loa này, nó nhìn giống hệt trên dòng AR1. Đó các bác. Và các bác biết rồi, cái mẫu AR1 giờ nó giá nó khoảng trên 200 triệu một cặp các bác nha. Đó là gọi là dễ mua, gọi là mua được các bác, có khi còn đắt hơn các bác nha. Đó. Còn nếu mà để mà các bác kiếm một cái cặp loa mà có cái giải cao nó đẹp như này, đó, một cái bát đồng trục 25 và lại còn một con bát điện 40 phía dưới nữa các bác. Đó, chưa hết các bác nha. Cặp loa này có chất âm mềm mại, nó dòng cao cấp, đỉnh cao luôn của Victor, nhìn lại mềm không các bác? Cực kỳ mềm. Nếu mà để so tiếng của nó không thua kém những cặp JBL 70-80 triệu các bác nha. Không nói quá một chút nào các bác, khẳng định như vậy luôn. Đó các bác, đây là một mẫu loa rất là hiếm gặp. Các bác có nhu cầu sở hữu cặp loa này 23 triệu cho anh mượn cái e căng nha. 23 triệu mẫu loa này với những cặp loa siêu đẹp các bác nha. Đậy lại e căng cho anh. Đây là một chiếc giúp anh. Đó, e căng còn hơi bụi các bác nha. E căng đẹp xuất sắc luôn, hơi bụi một chút các bác nha. Đó, siêu đẹp, có một đường chỉ kim loại sang trọng ở phía trên các bác. Rất đẹp luôn, mặt gương bóng piano. Các bác rất đẹp các bác nha. Nói chung là cặp loa này thì nó thuộc dạng gọi là rất hiếm gặp các bác nha. Đó, cái mẫu này thì các bác chơi nó một bát 40, bát 25 đồng trục. Riêng cặp này các bác để trong căn phòng thì nó quá VIP luôn đó các bác. Nếu các bác không biết đây là một thương hiệu, nếu mà nói đây là thương hiệu của JB hay thương hiệu của một cái hãng loa đó của đến từ Mỹ hay châu Âu thì chắc chắn cặp này lên đến hơn 50 triệu các bác nha. Nhưng nó là của Victor các bác. Với cái chất âm này nó phải ngang ngửa với những cặp 5-60 triệu của những cái hàng dòng các bác. Như ví dụ JB ấy hay là Pioneer, nó phải có cái chất âm thổi ra, khẳng định các bác luôn. Nếu mà để so với những cặp Pioneer như 955 đầu bảng các bác nha, hay là những cặp Pioneer 99A các bác nha, đó thì thật sự những cặp loa này nó hoàn toàn lấn lướt các bác nha. Đó, và cái thể hình của nó là hơi vắt chéo một chút. Dòng loa này có một cái thiết kế rất đẹp, hơi vắt chéo các bác, siêu đẹp luôn các bác. Nặng gấu trước sau siêu đẹp. Nói chung là loa các bác không phải bàn nhiều độ đẹp các bác ạ. Đó, và con này công suất nó 80W 8 ohm. Đó, rất là đơn giản nhá. Cái thông số rất đơn giản, nhưng mà khi nó kêu lên thì nó sẽ là cực kỳ khác thường các bác ạ. S755 siêu hiếm, 23 triệu đồng. Và một cặp nữa, đây toàn bass 40 thôi. Đây các bác, Sony các bác, cặp này rất hiếm gặp nữa luôn các bác nha. S870, toàn những mẫu loa rất hiếm. Bass, con này phải bass tầm, nó phải gần 50 các bác, phải bass 45 các bác, bass rất to các bác nha. Đó, độ nhạy rất tốt luôn các bác. Và còn nó gần xếp các bác nha, gần xếp. Đó, gần xếp màu vàng rất đẹp luôn. Một chung 25 các bác, cái màng chung quá đẹp luôn các bác ạ. Và một con chép các bác nha, con chép này nó có cái rãnh lưới tán âm các bác. Con chép kèn các bác nha, chép kèn. Đó, chép kèn bằng sắt các bác, chép kèn các bác nha. Và cặp loa này 3 đường tiếng bass 40. Đó, siêu đẹp luôn các bác, siêu đẹp các bác ạ. 150W đến 300W được các bác, 300W spec con bass các bác nhá. Được các bác. Dã man luôn. Và con này thì nó trực kháng 6 ohm, được các bác. Made in Japan, đó Sony, xuất Mỹ made in Japan. Rất là chất luôn. Hai lỗ thông hơi phía trước, e căng các bác, e căng tem đỏ các bác nhá. Cặp e căng tem đỏ. Với những dòng mà có chỉ đỏ này thì thật sự các bác, nó là dòng chất lượng rồi. Các bác không phải bàn nhiều chất âm đâu. Cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đó. Thì cái cặp Sony S870 này các bác có nhu cầu sở hữu để các bác giá rất tốt luôn. 18.800.000 đồng đó các bác. Hàng rất hiếm trên thị trường, các bác có thể thấy là bán ngoài 25 triệu với 22 triệu các bác nha. Các bác cứ search cái dòng S870 đi. Trên này bay không dưới 22 triệu chưa tính với tiền vận chuyển các bác nha. Đó. Để các bác giá rất tốt luôn đó các bác. Rồi em xin chuyển sang đây. Một cặp nữa là F990, nổi tiếng của nhà Pioneer các bác. F990 siêu to, vừa nghe vừa hát, quánh uy lực đấy các bác nhá. Quánh uy lực luôn. F990.
Đây là một trong những cái mẫu loa phải gọi là trong phân khúc tiền là vô địch đấy các bác, của Pioneer. Đó, thùng gỗ ốc chó rất đẹp các bác nhé. Phần ốc chó rất đẹp luôn, mùi thơm nức. Đây em sẽ kéo lên một chút các bác xem đấy ạ. Phía sau thùng đấy các bác nhé. Đó. Đó, dòng này thì là nó lại là made in USA rồi các bác nhé. Dòng này nó là dòng loa Pioneer nhưng mà sản xuất tại Mỹ luôn. Các bác nhìn đấy ạ. Made in USA thơm nức luôn. Em sẽ bóc cái ly lông ra. Thùng nó gỗ ốc chó thơm nức luôn các bác nhé. Made in USA các bác. Thơm nức luôn. F990. Đó, nó là thương hiệu của Japan nhưng mà made in USA các bác nhé. Đó, bát 40, màng giấy. Đó, chung và chép và họa chép và một con chép ở phía trên này các bác. Chung này, họa chép này và chép này các bác. Đó. Thì đây là một trong những cái cặp loa 4 đường tiếng rất gấu của nhà Pioneer. Công suất của nó là 150W 8 ohm đó các bác. Anh bát cực kỳ chất lượng luôn. Hàng to các nhá, to cao như cái tủ lạnh các bác, rất to, bát 40. Cặp này thì em để các bác giá rất tốt luôn. Các bác nhu cầu sở hữu cặp này bình thường nó giá nó khoảng 17 18 triệu thì các bác để các bác giá cặp này là 15 triệu các bác nhá. F990 15 triệu. Đó, giá siêu tốt luôn. Và tiếp tục đây, một nhà Pioneer nữa. 803 các bác nhá. Đây cũng là con cuối số chép điện các bác. Hai chép điện giống như trên những dòng 933 và 955 các bác, hai con chép điện luôn. Cực kỳ nặng các bác nhá, một con kèn nữa các bác. Thùng loa rất nặng luôn, củ từ to các bác. Bát 40 đó các bác. Và một chung giấy. Hai con chép điện và một con chép kèn. Giải cao thì con này khẳng định các bác luôn. Giải cao con này nó bắn lên thì chấm hết. Và con bát đi theo cái giải cao này chắc chắn phải bát chất lượng rồi. Con bát đánh rất sâu luôn và lực các bác. Hai lỗ thông hơi phía trước đó các bác. Có cái đèn ở đây các bác nhá, đèn tia ở đây đó các bác. Thùng vách siêu đẹp luôn. Các bác còn bao nhiêu độ đẹp những cặp loa tuyển chọn này. Những cặp mà em đã cuốn như này rất là đẹp các bác nhá. Đó, hàng công Mỹ xuống rất là đẹp luôn các bác. Đây em sẽ để các bác xem cái thông số của nó các bác. Lôi, em lôi giúp anh cái loa hơi nặng em. Lôi cho anh cái loa ra quay thông số các bác xem. Đó. Em sẽ quay phía sau thông số các bác xem các bác nhé. Đây các bác, 250W một thùng. Đó các bác. Đó, còn đánh thấp nhất các bác nhé. Đó, min này các bác là 125W, max là 250W, 8 ohm, rất lực các bác nhé. Thùng vách siêu đẹp luôn. Bao nhiêu độ đẹp. Dương loa này các bác còn bao nhiêu độ đẹp các bác nhé. Đó, cực nặng và gấu các bác ạ. Bát đánh khỏi nghĩ luôn. Bát tép thì khỏi nghĩ luôn các bác nhé. Cặp này để các bác giá 16 triệu 803 các bác nhé. Giá rất tốt luôn, bát 40. Màng hơi mắm tôm một chút các bác. Màng nó gọi là bát huyết thì các bác. Bát huyết này bát huyết zin các bác nhé. Chứ không phải là bát bát mà sơn lại được các bác. Bát màu đúng của nó các bác nhé. Không phải sơn lại đâu. Dầu tèo các bác rất chất lượng luôn. Nón bằng nhôm các bác. Cực kỳ chất luôn. Đó, 77HR lại về thêm một cặp này các bác. Giá rất rẻ luôn. Nó 77HR thùng vàng 8 triệu đồng các bác nhé. 77HR thùng vàng. Qua đây nữa các bác, một cặp nữa. Em bóc đốt cho anh cái. Bóc cho anh cái ra. Đây, cặp này rất là hiếm ma răng này. Lấy S950 này. Riêng loa ma răng này, thật sự các bác, trong cái lô loa này có một con chép này gọi là chép kim cương các bác. Nhìn này, chép kim cương. Cái chép kim cương các bác nhé, rất là hiếm gặp luôn. Đó, các bác, cái chép kim cương này. Đó, chép điện kim cương các bác. Các bác có thể nhìn thấy bên trong không ạ? Có thấy thấy cái gọi là cái phôi điện nó không các bác? Cái phôi điện phía trong các bác nhé. Đó, em bóc lốt bên này nữa cho anh. Em bóc lốt bên này nữa cho anh. Cái chép này thì nó rất hay các bác nhé. Cái chép riêng con cặp loa này thì thật sự các bác toàn những cái mẫu loa mà có cái giải cao cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó. Đó các bác. Có đèn tia, vi tính chỉnh chép đây các bác. Thrider level các bác. Chỉnh tép các bác nhé. Chung giấy. Và chung này nó khoảng độ 16 phân. Đó, và hai con chép giấy các bác, có máy mưa các bác, hai chép giấy và một con chép điện. Đấy, kim cương màu xanh ngọc rất đẹp các bác nhá, xanh nước biển rất đẹp các bác nhá. Đó. Và phía sau các bác, em bóc hết cái này ra cho các bác xem. Đó các bác, 360W một thùng các bác nhá, ma răng. Đó, made in Japan. Cực kỳ chất luôn, siêu đẹp. Cặp này các bác có nhu cầu sở hữu thì các bác giá 18.800.000 các bác nhá. 18.800.000, bát 40. Cực kỳ gấu của nhà ma răng các bác. Bát này đánh khỏi nghĩ luôn. Hai lỗ thông hơi phía trước. Đó, loa rất hiếm các bác nhá. Các bác nhu cầu sở hữu. Rồi, đấy là những cái mẫu loa Mỹ mới về, bát 40. Các bác có nhu cầu sở hữu, đây lô này toàn bát 40 thôi. Thì bây giờ em xin kết thúc video clip tại đây. Các bác có nhu cầu sở hữu sản phẩm nào thì nhắn tin cho em. Đó, một trong những cái video toàn loa gấu, loa chất lượng. Đây này,
có cặp A700 này và CS3000 mới về tiếp này các bác. Đó, em sẽ quay video sau các bác nhé. 500MA này các bác. Đó, rất là nhiều loa Nhật và loa Mỹ chất lượng. Rồi em xin kết thúc video đây. Xin kính chào các bác.